Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thần tượng Bolero mùa thứ hai Vòng Tinh Hoa trên kênh tin tức Showbiz. Một nửa chặng đường của Vòng Tinh Hoa đã đi qua, tính đến thời điểm này các huấn luyện viên đã sở hữu cho mình những chiến binh ưng ý nhất. Hiện tại, huấn luyện viên Quang Lê đang dẫn đầu cuộc đua với đội hình 6 thí sinh đầy tiềm năng Ngô Văn Lực, Hạ Vân, Phương Thảo, Thu Thảo, Lưu Dũng, Hồng Nhung. Theo sát ngay sau là huấn luyện viên Ngọc Sơn với 5 chiến binh vô cùng ấn tượng: Đắc Long, Bá Hòa, Bằng Trương, Đình Toàn và Thạch Phay. Huấn luyện viên Đàm Vĩ Hưng và huấn luyện viên Lệ Quyên đều sở hữu 4 chiến binh trong đội hình của mình, thêm một chiến binh ưng ý. Chúc thí sinh này sẽ đi sâu vào vòng trong và đạt giải cao trong chương trình như lời huấn luyện viên Ngọc Sơn đã nói. Thí sinh tiếp theo, thí sinh Hải Yến, 28 tuổi, đến từ Đại Từ, Thái Nguyên, là một thủ khoa của Đại học Sân khấu Điện ảnh với tác phẩm Trinh Trắng Mồ Côi của tác giả Minh Vi và Hồng Sương Long. Huấn luyện viên Lệ Quyên là người bấm chọn sau khi rất lâu ngồi yên lặng lắng nghe thí sinh này hát. Chị đã thốt tên: sao giọng khàn ấm mà hát trong vắt thế nhỉ? Huấn luyện viên Ngọc Sơn nói: em hát rất hay, em chọn bài này quãng nó quá rộng, nốt cao thì không sao, nhưng nốt mì lúc đầu em mới bắt vào nó bị mờ. Nhưng dù sao cũng chúc mừng em đã có phần biểu diễn rất thành công thể loại dân ca. Huấn luyện viên Lệ Quyên nói: khi em chọn bài này, thật sự đó là bài song ca thì nó phù hợp hơn. Em hãy chứng tỏ là sự lựa chọn của chị là đúng đi. Thí sinh này đã hát một đoạn bài Hoa Trinh Nữ. Giọng hát ngọt ngào của thí sinh đã khiến huấn luyện viên Ngọc Sơn và huấn luyện viên Lệ Quyên phải thốt lên: hay quá. Huấn luyện viên Lệ Quyên đã nói: chị một lần nữa đã rất vui khi đã không chọn nhầm em. Chúc mừng thí sinh Hải Yến, chúc cô sẽ có sự thành công và đi xa hơn nữa trong cuộc thi với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Lệ Quyên. Thí sinh tiếp theo, Võ Duy Thắng, giáo viên âm nhạc của trường Trung học cơ sở ở Thừa Thiên Huế, thể hiện ca khúc Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm bằng chất giọng trầm ấm, đầy đắt tình phụ tử. Sau những chia sẻ của 4 huấn luyện viên, Võ Duy Thắng đã quyết định về với đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo, Trần Thu Hà, 31 tuổi, đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng, là một MC tự do. Cô trình bày bài hát Em Về Kẻo Mưa của tác giả Anh Bằng và Nhật Ngân. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng nói: em là người có chất giọng, nhưng khi mình hát một bài hát giống như mình cắm một cành hoa vào trong ly hay một cái giỏ cho thật đẹp, cần cái sự chắc chắn để nó không bị ngả nghiêng. Cách hát của em hôm nay chưa có chỗ nào điểm tựa chắc thì chắc hết. Huấn luyện viên Ngọc Sơn nói: giọng em hát âm sắc nghe đẹp đó, nhưng cái nốt thấp của em bị khiếm khuyết nên bài hát của em bị chao đảo liên tục. Huấn luyện viên Lệ Quyên nói: anh Sơn nói rất chính xác, những câu hát thấp mình cần phải hát rõ, hơi chắc để làm cho câu hát ấy rõ nét mà vẫn phải mềm mại, bởi đây là dòng nhạc trữ tình nên em cố gắng hơn nữa cho lần sau. Hy vọng với những gì mà các huấn luyện viên chia sẻ, thí sinh này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn cho giọng ca của mình và chúng ta sẽ có thể gặp lại thí sinh này trong mùa sau. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo, Hà Sĩ Hiếu, 22 tuổi, đến từ Hà Nội, thể hiện ca khúc Tủi Phận. Anh thu hút khán giả bằng giọng hát nam tính nhưng không kém phần ngọt ngào, tình cảm cùng vẻ ngoài điển trai. Huấn luyện viên Lệ Quyên bấm chọn ngay sau khi Sĩ Hiếu cất những tiếng hát, khán giả khá thích thú và vỗ tay theo. Anh nói: hãy về với anh. Huấn luyện viên Lệ Quyên nói: Quyên thì không dám hát một bài nào trọn vẹn về Quảng Bình, Quyên muốn hát với bạn một bài, mỗi người một câu thôi. Thí sinh đã lựa chọn hát bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm và có màn song ca khá thú vị cùng huấn luyện viên Lệ Quyên. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng nói: anh đánh giá rất cao em, em đạt chuẩn một ca sĩ chuyên nghiệp, dù em về với ai thì cũng rất tuyệt vời, nhưng mà với cách hát như này em về với đội anh Ba Ngọc Sơn là hợp lý. Mặc dù đã có lời gợi ý của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, nhưng sau cùng thí sinh này đã lựa chọn về đội huấn luyện viên Lệ Quyên. Huấn luyện viên Lệ Quyên đã thốt lên: chinh phục và làm thật tốt nhất có thể, hãy tin tớ. Và thí sinh cuối cùng trong tập 4 này đó là Cao Thị Diệu Hiền, 29 tuổi, đến từ Nam Đông, Thừa Thiên Huế, với tác phẩm Thần Kinh Thương Nhớ của tác giả Châu Kỳ và Thế Minh. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng bấm chọn đầu tiên, sau đó là huấn luyện viên Quang Lê và huấn luyện viên Lệ Quyên. Khá thú vị khi thí sinh đề nghị huấn luyện viên Lệ Quyên hát một bài trữ tình, nữ huấn luyện viên đã chọn bài Sầu Tím Thiệp Hồng và có sự góp sức của huấn luyện viên Quang Lê cùng huấn luyện viên Ngọc Sơn. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng nói: anh là người bấm đầu tiên, anh sẽ không phải đứng dưới đây hát với em mà đứng trên sân khấu này và rất nhiều sân khấu khác, anh rất rất cần em.
Anh đã nhìn thấy điều em có và những điều em cần. Anh sẽ làm cho nó sáng hơn. Đừng nghe lời bất kỳ người nào ở đây. Huấn luyện viên Ngọc Sơn nói, em ơi, nghe kỹ nghe, Đàm bán câu này cho rất nhiều người rồi. Với tính chuyên môn cao và với sự đùa vui của bốn vị huấn luyện viên đã làm cho cuộc thi thêm phần khá thú vị. Và cuối cùng, thí sinh đã lựa chọn về đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Kết thúc tập 4, có vẻ như may mắn đã không mỉm cười với huấn luyện viên Quang Lê khi không thu nạp thêm được thí sinh nào. Tình hình có vẻ khả quan hơn khi huấn luyện viên Ngọc Sơn và huấn luyện viên Lệ Quyên đều thu nạp thêm được thành viên mới. Đêm nay, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã tung hết các chiến thuật chiêu dụ thí sinh và may mắn thật sự mỉm cười khi anh thu nạp được 3 giọng ca xuất sắc. Trận đấu vẫn chưa thật kết thúc khi đêm thi thứ 5 cũng là đêm thi cuối cùng của vòng tinh hoa, hứa hẹn sẽ là đêm thi gay cấn nhất bởi các huấn luyện viên chỉ còn một cơ hội cuối cùng để chiêu mộ nhân tài, hoàn thành số lượng thí sinh cho đội của mình. Hãy đón xem những thông tin mới nhất trong tập 5 của Thần Tượng Bolero trên kênh Tin Tức Showbiz. Hãy like, đăng ký để không bỏ lỡ những thông tin quý giá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.